Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi là đến Tết Tây. Bạn đã chuẩn bị sẵn cho mình những bài nhạc Tết thật hay, thật ý nghĩa để nghe vào mùa lễ hội này chưa? Nếu chưa thì hãy cùng khám phá tắp những bài nhạc Tết thật là hay trên TikTok vào mùa Tết này nhé. Phần 1 Let's Go. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng pháo vui mang đó đây ôi rộn ràng. Kìa, mùa xuân đang đến chung thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân. Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh.